chào mừng quý vị đã cùng với Phương Trinh trở lại sân khấu của Người Kể Chuyện Tình. Và chỉ trong chốc lát nữa thôi, chúng ta sẽ lại cùng nhau đắm chìm trong những câu chuyện tình được kể bằng những bài tình ca đi cùng với thời gian. Và trong đêm hôm nay, đêm thi thứ 10 của Người Kể Chuyện Tình mùa thứ 2, Phương Trinh xin được mời quý vị cùng đến với những bài hát chứa trong đó những câu chuyện tình thật buồn với những con người đã phải trải qua rất nhiều thử thách mới đến được với nhau. Và trong suốt những năm tháng, người thương, kẻ nhớ, họ đã mượn những bài tình ca để nói lên tâm sự của mình. Người đã viết những bài tình ca đó là nhân vật chính của đêm nay, đó chính là nhạc sĩ Hàn Châu. Và trước khi đến với câu chuyện về những mối tình ấy, xin mời quý vị cùng gặp gỡ ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu danh ca Phương Dung và danh ca Thái Châu. Và kính thưa quý vị, giám khảo thứ ba, không ai khác, đó chính là người đã viết nên những bài tình ca về người thương kẻ nhớ. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Hàn Châu. Kính thưa quý vị, lại là một đêm rất đặc biệt vì chúng ta có sự hiện diện của chính nhạc sĩ Hàn Châu. Và chắc chắn chúng ta sẽ được lắng nghe rất nhiều câu chuyện được chia sẻ từ ban giám khảo, đặc biệt từ nhạc sĩ Hàn Châu. Còn bây giờ thì xin mời ban giám khảo về vị trí của mình ạ. Kính thưa quý vị, và đồng hành cùng với ban giám khảo cũng như là các thí sinh của Người Kể Chuyện Tình, chúng ta sẽ có 50 khán giả ngồi tại trường quay để cùng nhau bình chọn cho những người kể chuyện tình. Điểm số của một khán giả sẽ được tính là 0,2 điểm. Điểm tổng của 50 khán giả sẽ được tính là 10 điểm, tương đương với một giám khảo chính. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng bước vào đêm thi chủ đề nhạc sĩ Hàn Châu. Nhạc sĩ Hàn Châu tên thật là Lê Đình Nam, sinh năm 1947 tại Bình Định. Ông có một sự nghiệp sáng tác tuy không đồ sộ, nhưng lại có con đường âm nhạc đủ đề tài, có thể trải lòng mình qua nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Từ những bản bolero mùi mẫn, ngọt ngào từ cuối thập niên 60, đến những bản nhạc tình trong những năm 70, và những khúc nhạc quê hương dạt dào, đắm say một tình yêu xứ sở trong suốt những năm tháng sau đó. Mỗi bài hát của Hàn Châu là một câu chuyện nhỏ bé về tình đời, tình người mà ai cũng có thể thấy mình trong đó. Thấy cả những phút giây hạnh phúc hay những trắc trở trên đường tình, đường đời. Vì thế mà những bài hát của ông đã ở lại với người nghe, đồng hành cùng những thăng trầm tình cảm của mỗi người. Đó cũng là những bài ca được soi chiếu từ chính cuộc đời nhiều lần đận của ông, để người yêu nhạc có thể thấy thấp thoáng trong đó chân dung những cuộc tình của một đời người. Người đời đã nói, chỉ có những kẻ khờ dại mới lao đầu vào tình ái, dù biết chắc có thể sẽ phải nhận lấy muôn vàn đau khổ. Nhưng tình yêu là thế, và càng qua nhiều trắc trở, nhiều thử thách, thì đôi lứa yêu nhau lại càng tin rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Một đôi lứa đã bị những quan niệm xã hội nặng nề chia cách, để lại một mối tình dang dở và nỗi đau cho cả hai người biết khi nào mới hàn gắn được, thì đã đến một lứa đôi khác đang sẵn sàng lao vào bể khổ mênh mông mang tên ái tình. Meow.
đứa con gái. Canh còn hơn canh ăn trộm. Miêu. Miêu miêu. Anh, em mong anh từ sáng đến giờ đấy. Gì giờ ăn tối rồi nè. Trời đất ơi trời. Chà, mấy con mèo quang nó lạ lùng quá ha. Trời chưa kịp tối nữa, mới xế chiều còn sớm bẩn à. Là nó kêu rân trời rân đất hết trơn. Chắc là mấy con mèo nó đói nên nó kêu sớm đấy mà mẹ. Hay quá ha, bữa nay hiểu tiếng mèo kêu nữa chứ. Mẹ nói gì con chẳng hiểu ấy. Nói tới là giả bộ không hiểu. Nè, mẹ nói rồi nghe, cẩn thận đó. Ba bay á mà phát hiện ra là có chân ống chặt đứt chân hết mấy con mèo mà lởn vởn quanh con gái rượu của ổng đó. Mẹ con đó, nói bao nhiêu lần rồi, lại đây khổ ghê gì đó. Chị bay á đã như vậy rồi, ba má lo gần chết, bây giờ con mà đi theo á vết xe đổ của chị con nữa. Lấy một cái thằng á mà không có nghề ngỗng gì hết là khổ cả đời nha con. Con gái làm ơn đi, khôn một chút xíu cho ba mẹ đỡ lo. Mẹ này, mẹ cứ ca về ca con cá đau hết cả đầu. Con á, con hứa với mẹ, con sẽ đem về cho mẹ một chàng rể thật là đẹp trai thành đạt để cho mẹ nợ mày nửa mặt được chưa? Thôi đi, giỏi nịnh tôi không à. À thôi, bây giờ mẹ đi vào trong đi nghỉ đi nha. À quên, lo mà cắt đuôi mấy con mèo quang đi nha. Chứ để ba mày ra tay á, nhiều khi không có cắt mấy cái chân đâu, mà cắt cái gì thì ráng chịu à. Thôi mẹ đi nghỉ đi mà. Nó hết kêu rồi đó. Mèo. Mèo. Ổn chưa em? Mẹ đi vào nhà rồi. Trời, anh nhớ em quá. Thôi, ôm em ít thôi. Cứ nhắm mắt nhắm mũi như này á, mẹ mà ra không phát hiện kịp là chết chắc đấy. Cũng tại anh, công chưa thành, danh chưa toại, yêu anh em cứ thấp thỏm lo âu về hoài. Anh thương em quá. Vào nhà em muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây. Để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Khóc thầm trong tay. Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn trôi nhau. Xin em hiểu dùng đời anh lênh đênh kia phong trần, nỗi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng. Sợ để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bằng tay
chẳng đi vào đời. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mai sau. Hà ơi, chắc là mình xa nhau một thời gian nha em. Anh đi đâu? Anh đi lên Sài Gòn, anh đậu tú tài rồi. Nhưng mà nếu cứ quanh quẩn ở cái làng quê này, anh cũng giống như bao nhiêu người khác thôi, không ngẩng mặt lên với đời được. Anh phải lên Sài Gòn, phải học hỏi, phải tìm cho mình một chỗ đứng, để ngày về anh được cưới em. Anh đi bao lâu? 3 năm. Chỉ 3 năm thôi hả? Em phải tin anh nha. Em phải chờ anh nha hả? Dùng đời anh lênh đênh kia phong trần, nỗi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng. Sợ để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, chẳng đi vào đời. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mai sau. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Qua cái nhạc cảnh này thì anh thấy Hằng và Minh hát cái dòng nhạc này rất là tiến bộ, có nhấn nhá rồi cảm xúc cũng vừa phải. Rồi anh tâm đắc nhất có một cái câu mà Khắc Minh nói: em chờ anh phải cố gắng học, anh phải có cái sự nghiệp bảo đảm phần nào cho cái hạnh phúc của hai đứa. Đây là một cái câu, một cái ý tưởng mà anh rất là tâm đắc. Tại vì chị thấy không, cứ bị nỗi ám ảnh là nghèo, là không có tình, không có tất cả, thì làm sao đó chúng ta đừng để cái nỗi ám ảnh đó cứ gieo ở trong lòng mình hoài. Đây là một cái ý tưởng tốt để cho giới trẻ chúng ta hãy cố gắng có sự nghiệp. Anh rất là tâm đắc. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cô thích nhất trong này là em làm con mèo đó. Cái tiếng con mèo dễ thương quá. Anh Hằng Châu hát rất là tốt. Thu Hằng bây giờ và Khắc Minh đã đi một bước quá xa. Tôi biết cái bài này mà tôi không biết nó là cái tựa là Nói Với Người Tình. Cái bài này của anh Hằng Châu không khó hát lắm. Nhưng mà chính vì cái dễ đó đó mà nó thể hiện được cái bản lãnh của hai em trong cái dòng nhạc tình này. Anh công nhận là hai người này hát tốt cái bài của anh không vậy sư huynh? Vâng, hai em thì hát tốt đấy. Anh công nhận phải không? Chứ anh đừng đổ thừa tôi nịnh tụi nó nha. Cái bài này thì mấy em hát như là ăn cháo chứ không ăn cơm nữa. Xin được cảm ơn danh ca Phương Dung rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời nhạc sĩ Hằng Châu. Tôi xin cảm ơn hai em đã thể hiện bài hát của tôi một cách trọn vẹn và diễn tả cũng ngon lành. Mà tôi cũng cảm ơn đạo diễn đó, nó vẽ lên cái câu chuyện có vẻ hơi hài hước vui vui. Như là mèo ngao rồi nên hả? Được không? Trong tình yêu đó mà mình chưa có sự nghiệp, chưa có cái gì cả thì mình rất lo lắng.
phải có cái gì đó để mà nuôi sống tình yêu. Tôi ngồi tôi mới suy gẫm trong một đêm tại nhà của một người bạn, đó là ông Thăng Long, nhạc sĩ Thăng Long mà chị Phương Dung này biết nè. Dạ. Là tôi ngồi và tôi viết cái bài này, nói với người tình. Trong bao lâu ạ? Trong khoảng chừng độ một đêm tới sáng. Mà sao cái là... bài này anh viết lúc anh bao nhiêu tuổi? À, cái bài này tôi viết khoảng chừng độ, lúc đó khoảng chừng độ 22 tuổi. Nhạc sĩ Hàng Châu là em vợ của nhạc sĩ Thanh Sơn. À, 14 tuổi tôi từ quê Bình Định rồi vô. Bà chị tôi vô trước, tức là bà vợ ông Thanh Sơn vô trước. Có bài nào Thanh Sơn với Hàng Châu không? Không. Nghe nhạc của Hàng Châu và e ông Thanh Sơn không giống nhau. Xin được cảm ơn sự chia sẻ rất là thú vị từ nhạc sĩ Hàng Châu. Chúng ta cùng tiếp tục theo chân những kẻ yêu nhau, nhưng phải xa cách nhau trong buồn đau và tuyệt vọng. Chàng trai bôn ba muôn nẻo đường, vẫn không nguôi nhớ về bóng dáng thân thương nơi quê nhà. Dù biết hy vọng cho ngày tái hợp là rất mong manh, nhưng chính tình yêu là sức mạnh để người con trai ấy có thể nuôi dưỡng niềm tin. Ở nơi xa kia, người ấy vẫn luôn chờ đợi mình. Trong một chia sẻ về bài hát của mình, nhạc sĩ Hàng Châu đã viết: "Tôi từng có được tình yêu, nhưng rồi không hiểu sao, những người yêu lần lượt chào vĩnh biệt tôi để ra đi, không nói một lời. Và cũng tới lúc tôi tìm được lời đáp đắng lòng. Đó là vì tôi có một cái tội thật lớn, tội nghèo. Tôi nghèo nên tình không bền, nghèo nên không có gì để nuôi cuộc tình của mình." Đó là tâm sự của nhạc sĩ. Còn những nhân vật trong bài hát của ông, họ cũng nghèo, nhưng họ đã làm gì để có thể gìn giữ được cuộc tình của mình? Ê! Nè! Ờ! Ráng cài đi, rồi cuối tuần lên đồ kiếm một em vui vẻ một đêm ha. Mấy cái đó tôi không thích. Vậy không thích xạo. Đàn ông mà sao không thích vào những đó nè, đặc biệt á là cánh tài xế đường dài như tao với mày, chưa vợ chưa con. Hey, mèo ở khu này ngon nha. Mèo? Ừ. Mèo gì? Trời ơi, thì là mấy cái em này nè. Đó, mấy em đó đó. Đa số là những cô gái quê nghèo khó, phải lên thành phố kiếm sống, cho nên á người ta mới gọi là mèo quang. Ồ. Ủa vậy mà tôi tưởng mèo quang á là để gọi mấy thanh niên không nghề không ngỏng thôi chứ. Giống như tụi tôi hồi xưa á, muốn yêu con gái nhà lành á, mà muốn hẹn hò là phải rủ ra bờ rào rồi giả thành tiếng mèo quang. Meo meo. Mà ba mẹ cái cô gái á thì không có vừa ý đám mèo quang, cho nên là lúc nào cũng bị hâm, cắt đuôi, chặt chân, đến mức phải bỏ đi nơi khác. Mèo quang nào á thì cũng là có một cái số phận riêng của nó hết. Giống như mấy cô mèo quang này nè, tuy là không quen biết gì hết, nhưng mà sẵn sàng ngồi kế bên khách, thân thiết như là một người tình. Phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này, lệch vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên xót
xa trang điểm cho người vui đêm nay, chén chú chén anh rượu với đi lại đây, nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thu phiêu linh. Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy, khoác xiêm y em thành người phố thì, cơm áo gạo tiền xuôi em biết dối gian, em bước chân xuống đời thành mèo hoang. Có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời quá mau bàng hoàng, ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo, tiếng đời em cũng cho người vui đêm nay, chén chú chén anh rượu với đi lại đây, nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thu phiêu linh. Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy, khoác xiêm y em thành người phố thị, cơm áo gạo tiền xuôi em biết dối gian, em bước chân xuống đời thành mèo hoang. Có phải đêm buồn đêm lang thang cháy trái tim đời quá mau bàng hoàng, ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo, tiếng đời em cũng mang theo, ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo, tiếng đời bài này Lương hát hay lắm, hát rất hay, nhạc sĩ cũng khen, chứ không phải riêng gì cô Phương Dung, hát quá hay, cao độ, em cũng rất dễ dàng, nghe rất rõ từng lời hát, cái đó là cái điều quan trọng nhất của người ca sĩ khi thể hiện một cái bài hát trên sân khấu hay là trong phòng trà vân vân. Cô tán thưởng em hát bài này, cảm ơn em rất nhiều. Ý anh như thế này, đa phần đó, một cái sáng tác của nhạc sĩ, cái điệp khúc là một cái đoạn ấn tượng nhất của ca khúc. Thì anh Hàng Châu này viết cái bài này lại là đoạn A, là lại là cái đoạn sáng để cho ca sĩ biểu diễn cái chất giọng của mình. Thì ngược lại cái đoạn B đó, mình phải hát khác một chút. Có cái phần tư sự hơn, có cái phần thì thầm hơn. Thì cái bài hát nó hoàn hảo hơn. Anh có phần chia sẻ chút xíu vậy thôi. Cái bài này nguyên thủy ca tựa tôi viết đầu tiên á, là nó là tựa là mèo hoang. Mèo hoang. Nhưng mà vì sao mà dồn lại thấy cái tựa mèo hoang có vẻ nặng nề quá. Cho nên tôi mới đổi cho nó nhẹ nhàng bớt là đêm hoang. Đấy. Tôi biết là khoảng năm 97. Để coi năm 1973. Thì anh có hát cái bài Người Tình La Lan là của anh Hàng Châu nè. Anh là cái người rất là diễm phúc, hạnh phúc được hát đầu tiên luôn. Ca khúc bà Người Tình La Lan anh Hàng Châu sáng tác.
đọc cái nội dung thì anh nghĩ chắc là nói về một cái người thiếu nữ ở trên vùng cao, vùng cao nguyên. Nhân cái chương trình này, Người kể chuyện tình, có tác giả ở đây. Dạ anh vâng. Cũng muốn biết tại sao mà có cái tác phẩm Người tình La Lan. Anh Hàng Châu, anh viết cho cái gì đây? Cho cái mối tình gì đây? Hay là anh cái tưởng tượng ra anh viết? Dạ. Thật ra đó là cái bài mà Tình làng La Lan thì nó không có cái trong cái chương trình Người kể chuyện tình này. Dạ. Nhưng tôi cũng nói sơ qua là bài hát này đó hoàn toàn là một bài hát hư cấu. Tức là không có thật. Những cái câu chuyện tên người cũng như tên địa danh tôi nghĩ ra mà tôi viết thôi. Sóc Cô Ba cái đâu hỏi tôi đâu có biết đâu. Là ngày xưa là anh lừa tôi đấy. Tôi tưởng là Người tình La Lan thật. Rồi cái điệu múa cô hô. Cái này múa cô hô là sao? Anh tưởng tượng là sao? Múa làm sao? Cũng đâu có biết gì đâu. Một người nhạc sĩ họ phải có cái trí tưởng tượng thật phong phú. Nhiều người có hỏi cái bài đó là có phải anh viết cho anh không, cái bài đó là phải cái tâm trạng của anh không, là thực tế là ít lắm. Hư cấu là nhiều ơi. Một người mà viết 1000 bài hát mà điều chuyện tình của ông hết thì chắc ông có 1000 chuyện tình hay sao. Chẳng hạn cái câu chuyện cái cây cầu dừa mà tôi viết, chẳng hạn mình đi công tác ở miền quê mình thấy rõ ràng ở Đồng Tháp rồi đó, nó có những cái rạch, có những cây cầu dừa họ bỏ ngang qua thành cái cầu mà mấy đứa nhỏ nó chạy quá tệ luôn. Thì mình thấy đó, mình đi công việc về mình thấy đó là mình nghĩ trong đầu mình là rồi mình mất thêm mắm thêm muối vô cây cầu dừa, mình hư cấu một chuyện tình nho nhỏ vô đó để nó thành cái cầu dừa. Anh nói nhà ảnh có một cây cao thôi mà ảnh diễn tả trong bài hát là một vườn cao. Cho bây giờ mình viết sao? Bây giờ chẳng hạn cái bài về quê ngoại, đây là quen anh một dòng sông xanh nước chảy êm đềm, hôm nay anh về vung lại hàng cao cho ngoại ăn trầu. Có một cây mà hàng con gì đâu. Chương trình cũng mong là nhạc sĩ Hàng Châu cũng như là những nhạc sĩ khác sẽ có thêm những cái sự tưởng tượng phong phú như vậy để cho tất cả khán giả có thêm nhiều bài hát hay nữa. Xin được cảm ơn sự chia sẻ rất là nhiều từ nhạc sĩ. Thời gian có thể xóa mờ những thương nhớ, nhưng với những kẻ yêu nhau thật lòng thì thời gian là một phương thuốc để thử thách tình yêu của họ. Thời gian cũng có thể làm cho những trái tim chai đá nhất phải khuất phục trước khao khát yêu thương mãnh liệt. Những người đã gây ra sự chia lìa, những con tim nhân danh tình yêu thương để chặt đứt nhịp cầu uyên ương, đã tới lúc phải nhìn lại chính mình để thấy rằng họ đã tước đoạt đi cơ hội hạnh phúc của người mình yêu thương như thế nào. Và đó là lúc hy vọng cho ngày đôi lứa về bên nhau bỗng trỗi dậy. Mềm lòng chúng mình xa nhau bởi dòng đời từ
Xuân. Xuân. Xuân à. Mẹ có lỗi lắm hả con? Mẹ biết con không quên được thằng Luân. Dù mẹ có đánh, có chửi, có làm đủ mọi cách, từ ngày thằng Luân đi, mẹ thấy con ra vô thui thủi, không còn niềm vui. Mẹ biết mẹ sai, nhưng mà mẹ làm sao cho đúng đây con? Xuân à, mẹ à, con biết là mẹ lo cho sự yên ấm, hạnh phúc sau này của con, nên mẹ mới mạnh tay ngăn cản. Mẹ không sai, sai là ở con. Con vẫn chưa lành được vết thương lòng thôi mẹ à. Xuân à, trở lại với một ca khúc của nhạc sĩ Hàng Châu. Theo cô thì cô thấy nó thấm thía hơn, đậm đà. Theo cô Phương Dung á, những cái bài mà của anh Hàng Châu viết á, thường thường ảnh chú trọng, ảnh viết cái lời rất là lưu loát và trong đó có văn học. Mình nhận thấy được liền. Thành ra nãy giờ đó, từ cái tội tình cho đến người thương kẻ nhớ, mỗi một bài là có một cái lời tự sự của tác giả trong đó, mặc dù chưa chắc là tâm sự của ảnh, nhưng mà ảnh viết rất rất đậm đà, rất hay. Em hát cô thích á, diễn đạt lại một cái tâm sự mình có người yêu vì khó khăn của mẹ mình nên đi xa, chưa biết chừng nào người đó trở lại, và mình vẫn ôm trong lòng một cái sự thương nhớ. Cảm ơn lắm. Cảm ơn cô ạ. Nãy giờ thì anh có chia sẻ với anh Hàng Châu, anh mới nhìn thấy em mặc áo bà ba nữa, anh nói sao nãy giờ toàn là nghèo, không thấy cô nào giàu giàu một chút. Thì như thế này, cái bài hát này anh Hàng Châu viết, cái melody nó đậm chất dân tộc dân gian, thì mình phải có cái điểm nhấn. Mình hát có những câu mình nhấn nhá để nó mượt mà,
nó tạo thêm cái phần đặc biệt cho bài hát. Lúc đầu em hát nó bình thường thôi, cái cảm xúc rất là bình thường, hát một cách, cái cách em hát rất bình thường, nhưng mà sau văn tấu lại thì có đậm nét hơn. Anh thích cái phần sau văn tấu hơn, thì anh chỉ như thế đó thôi. Chứ còn thì em hát thì cái tình cảm và cảm xúc nó vẫn là thấm vào cái trái tim của em đối với bài hát này, thì anh chỉ mong đòi hỏi thêm chút xíu nữa thôi thì dạ, cái bài hát sẽ tuyệt vời hơn. Dạ, yeah, cảm ơn em. Bây giờ thì khán thính giả thì tôi vẫn biết muốn hiểu rõ nguồn cơn của từng bài hát. Cái bài này đó, nó làm cho nhiều người ngộ nhận nó là một bài hát mang cái sự nhớ thương, thương nhớ của đôi tình nhân yêu nhau, tức là giữa trai và gái. Nhưng thực ra thì cái bài này á, là tôi viết cho một người bạn là một nhà thơ. Cho nên trong bài này nó có cái câu chẳng hạn như cuộc đời bỗng thành bơ vơ, chỉ còn lại một vần thơ, là cái ông nhà thơ này. Tri âm tri kỷ, ông làm thơ rồi mình cũng phổ nhạc đồ chơi vậy mà. Tức là anh đi thì đó, tôi cũng nhớ anh. Có cái câu là anh ra đi nơi miền xa xứ lạ đấy. Anh ra đi nơi miền xa xứ lạ, nhớ nhung gì về mảnh đất quê ta. Đấy. Anh vô tư hay là anh vẫn nhớ những con đường tình tự ngày qua. Tôi xin trình bày tất cả cùng quý vị khán giả. Cái bài này nó là vậy. Thì giọng hát của cô Gấm thì tôi thấy cũng có cố gắng. Hình như là có cao không em? Dạ không. Cũng vừa ha. Em dạ, cũng đã làm tốt cái bài này. Xin dạ, cảm ơn em. Rồi anh thắc mắc cái gì nghèo giàu gì nãy giờ đó, nói luôn đi. Hở ra cái là thắc mắc khiếu nại với tôi. Đương nhiên. Tổng nãy giờ mấy em hát toàn là nghèo không mà. Nghèo không hả? Không có em nào giàu cả. Không có em nào mà áo dài quần là áo lược. Cái đó thì mà mình cũng nói cho vui vậy mà. Em này bận áo, em nào bà ba tội quá à. Nhưng mà Phương Trinh thấy bà ba này cũng rất là đẹp. Và thích nhất là cái đôi dép, làm Trinh nhớ lại cái thời ngày xưa khi mà ở dưới miền Tây đó. Thì cái đôi dép này là gắn liền với rất là nhiều kỷ niệm. Mà Phương Trinh cũng hơi bất ngờ là không biết sao Hồng Cấm có thể tìm được cái đạo cụ này, cũng rất là hay. Xin được cảm ơn ban giám khảo về sự chia sẻ vừa rồi của quý vị. Trong nhiều bài hát của nhạc sĩ Hàng Châu, ông thường nhắc đến một con số, đó là 5 năm. Con số này có nghĩa đặc biệt đối với ông, vì đó là khoảng thời gian đủ để ông bình tâm lại sau những cuộc chia ly trong đời mình. 5 năm có thể không đủ để hàn gắn vết thương lòng, nhưng cũng đủ để ông có thể kể lại chuyện tình dang dở của mình qua những bài hát. Và với những nhân vật trong câu chuyện của chúng ta, 5 năm là khoảng thời gian thử thách họ, cho họ biết mình cần phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ quyền được yêu trước mọi rào cản, ngăn cấm và những thử thách mà cuộc đời muốn họ phải chịu đựng. Đã 5 năm kể từ ngày đôi lứa phải chia lìa, người vẫn thương, kẻ vẫn luôn nhớ. Dòng đời đã đưa họ đến đâu? Mời quý vị, chúng ta cùng tiếp tục gặp lại những nhân vật trong câu chuyện tình éo le này. Chị hai tôi vẫn chưa quên được hình bóng của anh Luân, bởi vì chị ấy luôn tin anh Luân có một nỗi khổ nào đó mà đã cố tình làm chị hai tôi đau lòng và dứt áo ra đi. Mẹ tôi cũng không còn khó khăn trong việc lựa chọn yêu đương của chị em tôi. Còn tôi cũng không còn là Hạ thơ ngây mơ mộng ngày nào. Lời hứa trở về của Minh, chắc bây giờ Minh đã quên rồi. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người rồi tội lắm người ơi. Người bỏ xa đi quên tình xưa quên ước thề, người đi quên lối về quên tình nghĩa phu thê. 5 năm rồi người
chuyện ân tình thành nỗi nhớ riêng tư. Bạc trắng như vôi, ta buồn ta đêm thế sự. Người đi quên mất rồi, người lại nhớ nhớ khôn nguôi. Ta tìm lên đường phố cũ như ngày xưa, vẫn tìm về nơi mái ấm nhà em. Ta như chim nhớ lá rừng về thăm cây thăm cội, sao rừng chiều điêu hiu. Ai đâu ngờ tình yêu nay cách trở, từng đêm dài còn một bóng bơ vơ. Tình nghĩa trăm năm nay đã chia hai hướng đời. Người đi quên mất rồi, người lại nhớ nhớ khôn nguôi. Em biết không, sự chờ đợi nào cũng có giá trị của nó. Tôi và Minh lại trở về bên cạnh nhau như lời ước hẹn của ngày chia ly. Còn những người xa nhau mà không một lời chia ly thì mùa hạ nào sẽ mang chúng tôi về lại bên nhau. Chị hai, chị hai xe mai về kìa. Xuân. Anh Luân,
em xa tuổi học trò, hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã những chiều hẹn hò anh đón anh đưa bên nhau, quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu rót mật thành. Vậy là mọi người cũng đã thấy được cái kết của hai mối tình, bốn con người. Một cái kết rất là đẹp, rất là có hậu. Họ đã thành đôi với nhau. Còn bây giờ thì xin mời phần đánh giá của danh ca Phương Dung. Thu Hằng hát cái bài Người Đã Quên rất hay. Cô chưa nghe hai bài này. Hai em hát rất tuyệt vời. Cô phải dùng hai chữ tuyệt vời. Tại vì cái bài Hạ Thương nó lạ lắm. Rất lạ, ổng viết rất khó hát cái bài này. Phải nói rằng cho một cái điểm son rất lớn cho nhạc sĩ Hàng Châu. Lời của ổng trau chuốt lắm. Mỗi một bài hát đều có một cái sắc thái riêng. Hôm nay với cái tập này, với nhiều bài hát này, các em người nào làm cũng tròn vai của mình trên cái sân khấu. Nhưng mà cô thích nhất là cái bài Hạ Thương. Nó hợp với chất giọng Khắc Minh. Và cái bài của Thu Hằng cũng rất là dễ thương, dễ đi vào lòng khán giả lắm. À, hai bài hát này đó, anh nhìn thấy cái melody và cái lời của anh Hằng Châu viết, thì chúng ta nên chọn lựa cái cách hát nó dàn trải ra. Thì cái sự dàn trải của Khắc Minh cho cái bài Hạ Thương rất là tốt. Nhưng mà em đó còn một cái khuyết điểm là em lấy hơi đó, nó lớn quá. Lấy hơi một cách tinh tế, nó nhẹ nhàng hơn, thì không có bị nhắc cái cảm xúc cái người nghe, mà phải có cái làn hơi và cái cột hơi chắc thì cái điệp khúc nó mới nổi lên được. Để đổi qua trưởng mà rất là hay, rất là lạ luôn, rất là đẹp luôn. Thành ra là em hát cái bài này anh thấy cái sự thành công nhiều. Còn Hằng là Hằng hát dàn trải thêm nữa, tương sự chút xíu ra thì cái bài hát tốt hơn. Chứ còn cái giọng em rất là hợp với lại cái bài hát này. Cái hoạt cảnh cuối cùng này anh nghĩ là ít nhiều anh Hằng Châu chắc thích á. Tại vì ai cũng mặc đồ đẹp hết, không hết nghèo rồi. Cảm ơn em nha. Thì trước á, thì nói về giọng hát trước ha. Giọng hát của Thu Hằng á, cái bài Người Đã Quên đó là em hát rất tốt. Tôi thích đấy. Cái bài Người Đã Quên này là đúng là cái tâm sự của tôi cũng có ở trong này chút. Vào những năm 89 đó là những năm khó khăn về tình cảm giữa tôi với bà xã ở gia đình. Cho nên chúng tôi phải chia tay nhau năm 89. Xa nhau kể từ đó là tôi mới đi ở chỗ khác. Chẳng nghệ sĩ mà hãy muốn chia tay là đi thôi, chứ không cần nhà cửa chia chác vậy. Đi. Năm năm sau ngồi ngẫm nghĩ cũng thấy nuối tiếc một cái gì đó. Thương thương nhớ nhớ một cái gì đó. Nhất là gia đình, con cái. Tôi mới viết cái bài Người Đã Quên cái này cũng như là một chút tình còn lưu luyến. Tôi ở với bà xã tôi 20 năm. Nó có những câu như là năm năm rồi người không quay trở lại, chuyện ân tình thành nỗi nhớ riêng tư. Khi mà đi rồi, chia tay rồi cái lâu lâu cũng về nhà chứ, nhớ cũng về. Ta tìm lên đường phố cũ như ngày xưa, vẫn tìm về nơi mái ấm nhà êm. Về nhà nhưng không vô nhà, ngồi ở hàng xóm dòm vô nhà mình thôi. À, mình thấy buồn bà. Còn bài Hạ Thương thì sao ạ? Cái bài Hạ Thương thì cái bài này ra thì cũng có một phần hư cấu, một câu chuyện tình vào đó. Trong cuộc đời ta thì ai cũng có cái thời là tôi học sinh, mong tới mùa hè để ta nghỉ hè. Nhưng mà nghỉ hè thì phải chia tay về bạn thì cũng có buồn bã lắm chứ. Cho nên tôi viết cái bài này là để nhớ lại cái thời tuổi nhỏ của mình, thời cái học sinh của mình. Rồi đấy là cũng là trần tình rõ cho tất cả quý vị khán giả nghe bài. Còn Khắc Minh ha, hát cái bài Hạ Thương thì tôi cũng thấy cũng thích lắm. À, trầm ấm, cái giọng trầm ấm. À, tôi cũng cảm ơn em đã diễn tả được cái thần hồn của cái bài Hạ Thương cho tôi viết. Tôi cũng rất cảm ơn đạo diễn đã biên tập và đã dàn dựng câu chuyện xuyên suốt một cách có hậu. Tức là cuối cùng lại là em nào cũng có đôi hết. Dễ hiểu và hay. Hay, tôi cũng cảm ơn. Xin được cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều. Và hy vọng là đây sẽ là một kỷ niệm thật là đẹp của người kể chuyện tình tặng cho nhạc sĩ Hàng Châu. Xin được cảm ơn sự có mặt của nhạc sĩ trong hôm nay ạ. Vậy là hai con đến quý vị. Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị. Bây
bây giờ thì sẽ là giờ khắc rất là quan trọng vì chúng ta sẽ biết được điểm số của 4 người kể chuyện tình trong đêm nay. Đầu tiên, Phan Ngọc Luân, điểm tổng của hai phần thi 77,90 điểm. Hồng Gấm, tổng của hai phần thi là 77,65 điểm. Khắc Minh, điểm tổng của hai phần thi là 77,70 điểm. Thu Hằng, điểm tổng hai phần thi là 77,95 điểm, cũng là người có điểm cao nhất trong đêm nay. Xin được chúc mừng Thu Hằng. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ còn rất nhiều đêm thi ở phía sau nữa để đến với những câu chuyện tình trong những bản tình ca của Người Kể Chuyện Tình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào đêm thứ 11 của Người Kể Chuyện Tình với đêm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Chương trình Người Kể Chuyện Tình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Còn bây giờ thì Phương Trinh xin được cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.